Auto 5 6 8 420 Lạc Long Quân. Uy tín tạo Ngọc Trinh nhập. Uy tín tạo niềm tin. Vâng, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái địa chỉ chuyên bán xe siêu sang cũng rất là uy tín. Hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị một cái ba lô đầy tiền đây rồi. Nhưng mà chỉ đi xem xe thôi, chứ lần nào cũng bảo đi mua anh em lại mắng chết. Đây, đấy. 568 420 Lạc Long Quân nhá. Các bạn nhìn qua lớp kính thì sẽ thấy rất rất nhiều xe sang. Siêu sang thì đúng hơn. Thực sự là hôm nay trời khá là nắng, nhưng mà bước vào một cái showroom xe sang như thế này, xe siêu sang như thế này thì phải nói là mát mẻ luôn. Và đặc biệt vô cùng mát khi mà chúng ta bắt gặp một chiếc Phantom 7 rất nổi tiếng. Chiếc này đã quá nổi tiếng rồi, với chiếc biển số là 20A0999. Và bật mí với các bạn nhé, là mẫu xe này đang có giá chào bán chỉ hơn 13 tỷ một chút thôi. Hơn 13 tỷ một chút thôi. Tất nhiên giá tôi nói ấy, là anh em có thể thương lượng được, đến trực tiếp và thương lượng. Bởi vì chúng ta sẽ là thuận mua vừa bán, không ai ép ai cái gì cả. Tiền thì ở trong túi các bạn, trong tài khoản của các bạn, trong ngân hàng của các bạn sở hữu. Còn nếu các bạn thích, các bạn ưng, các bạn yêu, các bạn mê, các bạn muốn có thì quyết định thôi. Đấy, chiếc này rất đặc biệt nha thưa các bạn. Tất cả những cái chi tiết này, như biểu tượng của Rolls-Royce này, rồi là cái lưới tản nhiệt quá đặc trưng của dòng Phantom trong bao nhiêu năm này, rồi là ốp đèn này. Đấy, tất cả đều được mạ vàng rất xịn sò. Mà bật mí với các bạn này, tại sao các dòng xe Rolls-Royce luôn rất đắt tiền? Bởi vì tất cả nó đều là chế tác bằng tay. Đấy, rất tinh xảo, rất đẳng cấp. Ví dụ như cái lớp sơn nhỉ, lớp sơn này cũng là rất đặc biệt nhé. Lớp sơn trên Rolls-Royce này, xin thưa với các bạn, có thể bespoke, cá nhân hóa là tới 40.000 màu tùy chọn. Nhưng cũng rất đặc biệt là sơn trong vòng 7 ngày, sơn bằng tay. Với số lượng kg sơn lên tới bao nhiêu nhỉ? Khoảng 45 cân thưa các bạn, 45 kg. Tay nắm cửa cũng mạ vàng. Cái này mạ là mạ ở Việt Nam đấy. Người Việt mình giỏi lắm. Mạ cũng đẹp long lanh, lại mạ xong lại phủ nano, dùng bao nhiêu năm vẫn bóng lộn. Tại sao những chiếc Rolls-Royce nó đắt? Thứ nhất là nó mang cái giá trị về thương hiệu nó là quá lớn thưa các bạn. Các bạn có thể thấy được những cái thiết kế của nó vừa mang nét cổ điển nhưng lại cũng rất hiện đại. Nhưng tất cả những chiếc xe sang nó đắt bởi vì vật liệu thưa các bạn. Thương hiệu, vật liệu, nghệ thuật chế tác và nghệ thuật chăm sóc khách hàng tạo nên giá trị của một sản phẩm. Các bạn hãy xem tất cả những cái gỗ ốp ở trên cái bảng tablo này là gỗ óc chó. Chúng ta hay nói những cái gỗ óc chó hay được làm nội thất của những căn villa hàng vài triệu đô. Thì trên chiếc xe cũng vậy, gỗ này nó còn xịn sò hơn bởi vì qua những cái công quy trình chế tác thủ công nó đỉnh cao luôn. Thì một chiếc Rolls-Royce như thế này các bạn sẽ thấy được là tất cả những cái thứ mà đắp lên nó, trang bị cho nó đều đã được cá nhân hóa. Tạm biệt Rolls-Royce mạ vàng siêu đẹp, siêu hấp dẫn, chúng ta tới với những cái sản phẩm siêu công nghệ, ví dụ như BMW X7. Nếu như cách đây không lâu thì tôi đã giới thiệu rất là chi tiết BMW X7 chính hãng rồi. Giá bán thì thôi nói với nhau nó khoảng 7 tỷ rưỡi. Nhưng một chiếc xe BMW X7 được nhập về độ M-Sport. M-Sport rất nổi tiếng và rất được ưa chuộng bên bên Thái Lan nhé. Đang được chào giá gọi là 6999, gọi là gần 7 tỷ, sát với 7 tỷ. Có lẽ cái sự khác biệt duy nhất các bạn sẽ thấy ở cái phần đầu, ở phần trước đây này, thì là đèn LED. Còn bản chính hãng thì được trang bị đèn laser, đèn laser. Tuy nhiên đèn laser các bạn sẽ phải để ý rằng là chúng ta phải chạy ở cái tốc độ rất cao. Tôi nhớ không nhầm nó phải trên 90 ở trên cao tốc, khoảng thậm chí là 110 km/h gì đó thì với đèn, hệ thống đèn laser nó mới kích hoạt. Bởi vì khi đó cái khoảng chiếu xa của nó rất xa, khoảng 500-600 m. Như vậy thì phải cần đường cao tốc rất cao. Vậy thì đối với một nhu cầu sử dụng, chúng ta có thể cân đối thêm để tiết kiệm được các cái chi phí. Có những thứ mà không thường xuyên sử dụng, một năm chỉ dùng một lần thì thôi, chúng ta cũng có thể tiết kiệm được. Còn với BMW ngay cả công nghệ LED rồi, nó cũng đã oách lắm rồi. Đấy, sự khác biệt tới từ hàng ghế sau đây.
có 2 chỗ thôi. Nó khác với cái bản mà tôi đã giới thiệu với các bạn trước đây. Trong video trước các bạn có thể kích lên màn hình, góc bên phải màn hình để có thể xem chi tiết được. 2 chỗ nhá, da xịn sò nhá. Nhưng các bạn vừa xem Rolls Royce xong thì các bạn sẽ thấy da của X7 dù đã rất đẹp rồi, nhưng so với cả Rolls Royce thì nó vẫn còn một cái khoảng cách quá xa. Chúng ta nên nhớ rằng BMW cũng đang sở hữu Rolls Royce. Còn bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Mỹ, một chiếc Ford F-150 Raptor. Mẫu xe này thì đang có giá chào bán là hơn 4 tỷ. Tất cả những cái mức giá đó các bạn có thể đến thương lượng trực tiếp nhé. Và một ngày đẹp trời, giá nó có thể đẹp hơn, các bạn thì mua ngay. F-150 Raptor này thì tôi đã giới thiệu với các bạn cũng rất rất nhiều rồi. Đấy. Bậc đối với dòng Raptor thì các bạn sẽ thấy rằng là cái bậc này là bậc không thò ra thụt vào như cái bản Platinum hay là Limited. Và tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Tất cả những cái hãng xe như thế này họ thường ra chế tạo một cái bản cơ bản, sau đấy là có cái bản cao cấp hơn ở mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5, mức 6, mức 8, mức 10 và mức siêu độc, nó gọi là Limited. Rất đơn giản thôi. Và người anh em của F-150 Raptor, F-150 này là dùng động cơ 3.5 EcoBoost nhá. Động cơ 3.5 EcoBoost chạy nha, sướng luôn. Nhưng chiếc này khá đặc biệt là động cơ dầu 3.0. Chủ quan một câu, có lẽ là nó là độc nhất tại Việt Nam, F-150 Platinum, bậc thò ra thụt vào. Cửa có thể... Úi dồi ôi. Riêng chiếc gương này cũng là đáng giá này. Đấy, mình có thể soi gương. Đấy. Turbo diesel, turbo diesel. Giá rẻ xe này nhá, là cũng là đẹp luôn. Tôi sẽ mở cho các bạn xem. Đấy, phong cách của bản Platinum thì nó sang trọng hơn, sang trọng từ những cái chi tiết như là da này, cách phối màu da này, đường chỉ may này, rồi ngay cả trang bị nữa. Bởi vì phân biệt rất rõ xe nào thì đi theo tính năng đó. Và tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi là tại sao những mẫu xe có giá cao như thế này mà nhiều người mua thế. Thưa các bạn, là chắc chắn rồi, những người đưa về Việt Nam những cái sản phẩm này phải có nhu cầu thì người ta mới đưa. Đấy. Ví dụ tôi mà bước lên một chiếc xe kiểu Rolls Royce kia thì nó kiểu businessman, một cái kiểu như một super VIP chẳng hạn. Nhưng mà bước lên một chiếc F-150 này, tôi chút bỏ cái bộ com lê cà la vạt ra gì gì đấy ra thì thành một tay cơ bắp kiểu như Dom chẳng hạn. Dom cũng là một một nhân vật rất rất nhiều người thích. Các bạn lái xe mà không quan trọng là xe gì đúng không, quan trọng là chúng ta lái như thế nào. Nhưng mà ngược lại, lái những chiếc xe to này cũng quan trọng phết đấy, nó được nhiều thứ lắm. F-150 Platinum đang chào bán với giá là 4 tỷ 8, có thương lượng nhá. Đấy, động cơ dầu nhá, 3.5 EcoBoost Raptor chỉ có hơn 4 tỷ thôi. Nhưng mà mẫu xe này chào tới 4 tỷ 8. Không được đâu. Một khi công nghệ dầu đã lên đỉnh cao rồi thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Vào mùa hè nóng nực thì bạn hình dung là bạn đang đi ở biển một mình thì nó hơi buồn đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bạn muốn đón thêm bạn gái ở đâu đấy, bước một chiếc lên một chiếc xe có thể mở mui ra thì nó là đây ạ, Ford Mustang. Mẫu xe này thì đang, tôi nhớ không nhầm nó là 2016. Để check xem nào. Lại tôi có nhận cái bảng giá. À, 2015 đang được chào bán với giá là 2,1 tỷ. Có thương lượng, mà thương lượng mạnh luôn. Đối với cái dòng xe Mustang này, có lẽ là một biểu tượng của ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ. Thì chắc chắn rồi, động cơ 5.0. Rồi cách mà nó rít bánh lên, cách mà nó tắt ESP, cách mà nó chạy, cách mà nó thể hiện cái chiếc một chiếc mui rất là dài theo cái phong cách lái của người Mỹ. Thì đó là phong cách rất là dân chơi. Nếu như bạn hình dung là đi một mẫu xe này ở xe nào? Biển, bây giờ biển Đà Nẵng này, những con đường ven biển này rất rất nhiều, xe chạy theo dọc Vĩnh Hy này, rồi những con đường qua đèo Cả, rồi đèo ngang, bước tới đèo ngang Bóng Xế Tàng mà trên chiếc xe như thế này lại có một ai đấy đứng vẫy vẫy ở đường, lại còn trong dáng đẹp đẹp nữa thì thôi, auto luôn. Cái gì nó cũng auto. Rồi, nhưng mà nếu như bạn muốn sở hữu một chiếc xe
mui mềm, phong cách Mỹ, cơ bắp kiểu Mỹ, kiểu muscle car. Đấy. Thì lại có một lựa chọn mới hơn, xịn sò hơn. 2019. Máy 5.0. Đấy. Giá yêu thương là 3,1 tỷ. Có thương lượng. Thương lượng mạnh luôn. Đấy. Những chiếc xe thể thao nó khác với những chiếc xe sang trọng. Các bạn sẽ thấy từ ngay từ những cái thiết kế về mâm xe, rồi những cái đường nét là nó rất khí động học. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Ví dụ những cái hốc này, những cái khe này là ghe xịn luôn nhá, thủng luôn. Gió đi qua đây luồn, lấy gió qua đây làm mát động cơ, luồn ra phía sau. Đấy. Khi mà chạy ở tốc độ cao thì, và đặc biệt với những cái cỗ máy mà công suất lớn ấy, chấm to ấy, thì cái việc làm mát nó vô cùng quan trọng. Ví dụ các bạn đang nhìn thấy chúng tôi đang quay này này, đang rất nóng. Nhưng mà bây giờ có một cái quạt và cái làm mát nữa thì nói nó còn phiêu hơn nữa, chém nó còn phiêu hơn nữa. Thôi nhưng mà giá là nói thật, chất lượng xe cũng là nói thật. Còn tin hay không thì đấy là tin hay không và quyết định như thế nào đấy là quyền của bạn. Chiếc mui mềm rất đặc trưng. Hơi tiếc là ở Việt Nam thì nó quá bụi, chứ còn thực ra nếu mà chúng ta chạy trên những cái con đường cao tốc đẹp hoặc đường ven biển đẹp hoặc những gì đó thì không thể tả nổi, khi mà nhất là khi chiều tà hoặc là khi bình minh, tuyệt vời luôn. Đó. Nhập Mỹ nguyên chiếc. Nói chung ở đây Auto 568 thì tôi thấy là toàn những xe đẹp rồi. Xe đẹp rồi nhưng biển còn đẹp đây. Ví dụ đây là một chiếc S450 699 99 30F. Biển này cũng là hàng biển quá đẹp. Các bạn sẽ thấy đây là cái logo Maybach. Thì mẫu xe này S450 đã được độ lên độ dàn ngoài nhá. Độ dàn ngoài lên là thành Maybach rồi. Lưới tản nhiệt, logo, mâm Maybach và một số cái chi tiết ở bên ngoài. Đèn của Mercedes thì đã quá quen thuộc rồi, multibeam. Bây giờ thì đang là công nghệ multibeam, nhưng mà công nghệ tiếp theo tôi nghĩ là nó có thể hiểu người. Ví dụ đang đỗ ở đâu gặp một mình đang ngồi ở phía sau tay lái chẳng hạn, gặp một bạn hoa hậu, á hậu nào đấy đi qua là không phải mình nhìn mà xe nó đá hình luôn, nó báo hiệu. Đấy, thì công nghệ đèn nó thông minh đến như thế rồi. Còn những cái công nghệ này là đèn như liếc, rồi tăng khoảng chiếu xa, rồi tự cụp, rồi vân 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 vân, 84 bóng LED tự động tắt bật để giảm chói, rồi tăng sáng, rồi vân vân, nó đã quen thuộc trên cái mẫu xe này rồi. Mâm 19 nha các bạn. Mâm 19. Ôi, ba lô thì có một ba lô, xe thì nhiều xe xịn quá, bây giờ không biết chọn xe nào. Chọn xe nào, anh em xem mẫu xe nào đáng giá trong cái loanh quanh cứ phải 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 tỷ thì có thể chọn ngay bên góc bên phải màn hình giúp mình nhé. Lựa chọn, kích vào đấy để chọn, bình chọn xem chúng ta nên chọn mẫu xe nào. Màu rất đẹp, còn quá mới. Và bật mí với các bạn luôn, mẫu xe này còn thiếu đúng 1.000 nữa Thành được chào giá là 7 tỷ. Thiếu đúng 1.000 nữa là 7 tỷ. Bởi vì cái giá trị của chiếc xe này nó không chỉ nằm ở một chiếc xe không, mà nó nằm ở cái biển số nữa. Biển số đẹp thế cơ mà. Mà 7 tỷ đang còn phải suy nghĩ. Đây. Nội thất Mercedes trong những năm gần đây thì đã vốn rất là quen thuộc với một cái màn hình siêu to khổng lồ, full digital luôn, có thể tùy biến được. Đấy, nội thất Mercedes bây giờ rất đẹp, nhưng mà đối với những chiếc xe sang này thì ta giấu tiền vào đây, ngồi vào hàng ghế sau để tận hưởng. Cửa hít đóng nhẹ thôi. Đấy. Nội thất rất đẹp. Ngồi vào thần thái khi ngồi vào chiếc xe sang thì nó cũng sang lên hẳn. Cửa sổ trời siêu rộng, loa Boommaster mười mấy loa tôi cũng không đếm được, thấy cái gắn khắp nơi. Anh em nào thạo thì đếm hộ một cái. Loa Boommaster, nội thất đẹp. Ambient Line 256 màu, bạn yêu màu tím, thích màu vàng, mê màu xanh, loanh quanh màu hồng thì có thể tùy chọn. Tất cả những cái thứ trên xe sang nó là xịn sò nhá. Đấy, cũng là một lựa chọn hay. Rất đẹp.
nói chung ngồi xe sang nó là một đẳng cấp. Quan trọng là có khi chốt hợp đồng nhanh, đấy là giá trị của xe sang. Nói nhỏ thật đấy. Prado 2016 đang chào với khoảng 1.9 tỷ có lẻ, tất cả có thừa lượng năm 20 đời trước. CRV, Lexus thì phải một rổ ở đằng sau. RX350, LX570, nhiều lắm. Đấy, khó nghĩ nhờ. Thôi anh em xem và chọn giúp mình nhá. Chọn mẫu xe siêu sang nào thì bình chọn ngay trên góc phải màn hình. Và bình chọn xong nhớ subscribe và rung chuông kênh để tiếp tục theo dõi những cái chương trình, những cái video chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những cái mẫu xe sẽ xuất hiện trong tương lai tại Auto 568 420 Lạc Long Quân. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, sau khi có kết quả bình chọn thì tôi sẽ mới xuất tiền ra và chốt một con. Phải có bình chọn nhé, nhớ góc bên phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.